Sở hữu từ những dãy núi đẹp nhất ở châu Âu cho tới những người dân thời trang và sành điệu nhất, miền Bắc nước Italia là một nơi đầy quyến rũ. Mặc dù vậy, đây là một phần của một quốc gia còn tương đối trẻ. Từng vùng đất nơi đây đều có những nét đặc trưng, văn hóa và ẩm thực riêng. Tôi phải thưởng thức tất cả, không thể chờ đợi thêm được nữa. Miền Bắc nước Italia giáp ranh với Pháp, Thụy Sĩ, Slovenia và Áo. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ vùng Aosta qua Ivrea, Alba và Milan, thành phố của thế giới. Từ đó tôi tới thị trấn ẩm thực Parma và Modena, sau đó đến Mantua và các đường phố lãng mạn của Verona phù hoa. Từ Cortina, tôi đi bộ qua dãy Dolomite hùng vĩ và sau đó đến với điểm dừng chân cuối cùng của tôi và cũng là cửa ngõ của phương Đông, thành phố Venice. Thị trấn thời La Mã Aosta là nơi để quan sát cảnh sắc vùng thung lũng mang đậm tính lịch sử và tuyệt đẹp, một nơi mang tên của chính vùng đất này, thung lũng Val d'Aosta. Và cách tốt nhất để ngắm nhìn nơi đây là từ trên không. Ôi Chúa ơi! Cô hãy thưởng thức luồng không khí trong lành này đi. Một chút không khí thôi, ở trên này lạnh run. Tôi còn hơi sợ độ cao nữa chứ. Nhưng miễn là tôi không ngó qua lan can như thế này. Những dãy núi có vị trí chiến lược quan trọng đối với các đội quân vĩ đại trong lịch sử châu Âu, từ Hannibal và đàn voi của ngài đến Napoleon đại đế. Nhưng vào thời Trung Cổ, một mình dãy Alps cũng không đủ để bảo vệ cho các thành bang nhỏ lẻ. Và do đó, các lãnh chúa thời Trung Cổ đã cho xây dựng trên 70 lâu đài để bảo vệ chính mình. Đằng kia là núi Blanc. Và còn ở gần đây hơn là ngọn hàm răng của người khổng lồ. Thật là khó tin, thậm chí bạn có thể nhìn thấy ngọn Matterhorn ở đằng xa. Đó chính là ngọn cao nhất và đỉnh thì hơi bằng phẳng. Tôi yêu dãy Alps rồi đó. Tiếp theo là phần tiếp đất mềm. Ôi, lạy Chúa tôi! Mềm như là bơ vậy, như bơ. Tôi tiếp tục đi đến vùng Alba, nhưng trước tiên tôi phải dừng chân tại Ivrea, thị trấn của sự trả thù ngọt ngào. Nếu bạn đến Ivrea vào tháng 2, bạn nên chuẩn bị vũ trang và sẵn sàng cho các trận chiến. Thị trấn Ivrea là nơi tổ chức một trong số các lễ hội kỳ lạ và cổ xưa nhất của Italia. Một trận chiến kéo dài 3 ngày sử dụng cam làm đạn dược để kỷ niệm cuộc nổi dậy vào thế kỷ 12 để chống lại bá tước độc tài Rinari, con người tàn ác với tất cả các cô dâu mới của hắn. Cho đến một ngày hắn mắc sai lầm khi gặp phải Violetta, đứa con gái nóng nảy của một người thợ tiện, người ngay lập tức chặt đầu hắn. Điều này đã dẫn đến một cuộc cách mạng và là nguồn gốc của cuộc chiến cam ngày nay. Nào hãy cùng đến Violetta. Xin chào cô. 400 tấn cam đỏ được nhập khẩu từ Sicily với mục đích duy nhất là để ném vào kẻ thù. Và mặc dù chúng làm bạn ít đau đớn hơn so với việc sử dụng sỏi đá trong các lần lễ hội đầu tiên, những trái cam này vẫn tạo ra kha khá tác động. Đây là cách bạn làm điều đó, bạn nhét càng nhiều cam càng tốt. Và hy vọng sẽ tấn công họ trước khi họ tấn công bạn. Tôi vừa bị ném rất đau. Dưới xe kéo à? Đúng, dưới đó. Xem nào, ở phía dưới.
Đúng rồi, nhìn tôi đây này. Tôi không biết thế nào nhưng tôi sẽ thử cái này. Tôi tiến vào đây. Gần 100.000 người chơi quanh tạc với quý tộc Italia, những người ngồi các xe diễu hành tại quảng trường. Các đội được chia theo vùng nơi người chơi sinh sống, vì vậy sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt. Tuyệt vời, hãy tẩu thoát đi. Nào, những kẻ sợ sệt hèn nhát kia, ta sẽ xử tất cả các ngươi. Tôi chịu đủ sự điên rồ này rồi. Tôi phải ra khỏi đây trước khi phải giúp dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ghê quá. Sau các trận chiến đấu không ngừng nghỉ, tối nay tôi cần được ngủ tại nơi nào đó an toàn. Và tôi chỉ chấp nhận khi đó là lâu đài của riêng mình. Một phòng đôi ở khách sạn Castello de Pavelli sẽ tiêu tốn của bạn khoảng $150. Giá này không phải rẻ, nhưng có lâu đài nào là rẻ đâu chứ. Cách đó nửa giờ là thị trấn nhỏ Medievan của vùng Alba, và nằm giữa vùng rừng núi mờ sương là một kho báu Italia quý giá. Nếu bạn nhắc đến vùng Alba cho bất cứ người Italia nào, họ sẽ nhắc đến một điều: nấm cục. Ở đây tôi không nói về sô-cô-la, tôi đang nói về một trong những món ăn ngon và hiếm nhất trên thế giới cho người sành ăn. Trong những tháng mùa đông, thợ săn nấm chuyên nghiệp sẽ đi lùng khắp khu rừng để tìm được loại nấm có giá trị tương đương với vàng này. Và hôm nay tôi sẽ tham gia cuộc săn tìm đó. Tôi hơi xấu hổ vì tôi không biết chính xác nấm cục là gì. Nấm cục là một loại nấm sinh trưởng dưới lòng đất. Sự tồn tại của nấm cục được bao phủ bởi sự bí ẩn. Truyền thuyết kể rằng chúng được sinh ra bởi sấm sét đánh vào các lùm cây sồi. Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh không phải là sự thật, và một vài lời giải thích khác đã được đưa ra. Tôi nghe nói những thứ này rất đắt đỏ. Đúng, giá của chúng rất cao. Giá của một cây nấm ngon là bao nhiêu? $10,000. Tuyệt vời! Nấm kìa! Hãy xem nào! Tốt quá! Đúng là nấm rồi! Giá của cây này là tầm 100.000 lira. 100.000 à? 100 đến 200.000 lira, $50. Khoảng $50 ở đây rồi. Có ai trả 60 không? Chúng ta phải đóng lỗ này lại, bởi vì năm sau nấm cục có thể mọc lại tại chính chỗ này. Vậy anh biết đây là một vị trí tốt à? Mỗi gia đình tìm kiếm nấm cục có một nơi bí mật mà họ không muốn mọi người biết, nơi cha tôi đã tìm ra các cây nấm cục tuyệt đẹp. Anh nói cho tôi được không? Tôi hứa là sẽ không nói cho ai hết. Không, không, tôi không nói cho ai cả đâu. Anh ta sẽ không kể cho ai nghe cả. Tốt thôi, bí mật này sẽ an toàn với anh. Tôi không chắc là tôi hiểu được tất cả sự rùm beng về loại nấm có mùi và hình thù kỳ quái này. Nhưng hình như chúng có vị ngon hơn nhiều so với mùi của chúng. Tôi phải thử mới được. Nấm cục được sử dụng như một cách tiết kiệm để làm tăng hương vị của thức ăn với mùi thơm quyến rũ của đất. Và chúng cũng được cho là có tác dụng kích thích bạn. Cảm ơn cô. Chúc cô ngon miệng. Tôi đã hiểu nấm cục là thế nào rồi. Trông chúng ngon hơn hẳn so với lúc tôi tìm thấy chúng vào chiều nay. Nhưng nấm cục được cho là vô cùng tuyệt vời. Rất xứng đáng với những lời ca tụng. Từ Alba, tôi đi tàu đến nơi được cho là thủ đô của miền Bắc, thành phố Milan. Một trong những cách tốt nhất để đi quanh miền Bắc nước này là dùng tàu hỏa.
Tàu ở đây rất thường xuyên, thường là đúng giờ và tương đối rẻ. Tôi chỉ cần tìm một chỗ để ngồi. Chỗ này tốt đấy. Xin chào, chào cô. Tôi ngồi đây nhé, được không? Anh đang đi đâu vậy? Milan. Tôi cũng thế. Để mua một vé tàu không giới hạn cho 8 ngày, bạn có thể sẽ phải trả khoảng $150. Tôi nghĩ rằng mọi người ở Milan rất phong cách. Tôi tưởng tượng rằng tất cả mọi người trông rất sang trọng. Dân người ta thích ăn mặc theo một phong cách nhất định. Với những thương hiệu nổi tiếng nữa chứ. Versace, Valentino. Và anh có sở hữu quần áo của Armani không? Có chứ. Thật sao? Vì tôi làm việc ở đó mà. Khi nào thì anh làm việc? Vậy người dân Milan có hôn gió như thế này không? Bạn thân yêu xin chào. Thường thì cả nước Italia là như vậy. Mọi nơi à, không chỉ ở Milan à. Tạm biệt nhé, rất vui được gặp anh. Đối với đa phần người đi du lịch, đây sẽ là cảm nhận đầu tiên của họ về Milan. Được xây dựng vào những năm 1930, đây là ga tàu lớn nhất tại Italia. Một tượng đài đích thực cho những người đi du lịch bằng tàu hỏa. Bạn không thể đến thăm Milan mà bỏ qua nhà thờ Duomo. Đây là nhà thờ Gothic lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi được trang trí nhiều nhất với hơn 3.000 bức tượng trên ngọn tháp của nhà thờ. Thành phố này mang theo di sản Cơ Đốc giáo rất quan trọng. Tại nơi đây, vào thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantine đã ban hành sắc lệnh Milan cho phép các tín đồ Cơ Đốc trên khắp đế chế La Mã lần đầu tiên được tự do thờ phụng. Nhà thờ này cũng là nơi lưu trữ một trong những thánh vật được đề cao nhất của Italia, Santo Quirito, một cái đinh từ cây thập giá đã treo Đức Chúa, được đưa ra công chúng chỉ trong một ngày mỗi năm. Và mái nhà thờ là một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn và thưởng thức quang cảnh. Vào một ngày thoáng đãng, bạn có thể nhìn thấy dãy Alper từ đây. Nhưng nếu không, bạn có thể bắt chước những bức tượng và ngắm nhìn dòng người qua lại phía dưới. Milan là thủ đô kinh tế và thiết kế không chỉ của riêng miền Bắc mà còn của cả nước Italia. Và đây là nơi tốt nhất để cảm nhận được sự hiện đại nhất của quốc gia này. Milan là một trong những kinh đô thời trang của thế giới và có vẻ như người dân ở đây mang phong cách mà không nơi nào sánh được. Nơi đáng để ghé thăm trong số các đường phố sành điệu tại đây là trong khu phố Quattrolatero d'Oro, Quảng Trường Vàng, nơi tập trung các nhãn hiệu thiết kế nổi tiếng trên thế giới và là nơi mà cụm từ cảnh sát thời trang mang một nghĩa hoàn toàn mới. Xin chào. Tôi chỉ đang ngắm nhìn bộ cảnh phục của anh. Bộ đồ này là của hãng nào vậy? Armani. Armani à, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh nha. Nhà hát Opera La Scala nổi tiếng thế giới là trung tâm văn hóa của thành phố. Vấn đề ở đây là làm thế nào để mua được vé vào cửa. Trời ơi, vé đã bán hết rồi. Nhưng thật sự tôi không ngạc nhiên. Bởi vì mọi người đã phải đặt trước nhiều tháng để có được vé vào xem các vở opera. Tuy nhiên, tôi có một kế hoạch khác. Đây là ngôi nhà cho các nghệ sĩ opera đã giải nghệ. Tôi mang theo một ít bánh kẹo. Tôi sẽ cố dùng chúng để đổi lấy các bài học về cách trở thành một diva. Thật là tuyệt vời. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ đâu đó. Căn nhà được đặt theo tên Giuseppe Verdi, một trong những nhà soạn nhạc opera vĩ đại nhất Italia. Huyền thoại này qua đời vào năm 1801 và đã được chôn cất tại khuôn viên của ngôi nhà này.
Đây là ngôi mộ của ông ấy. Và thực sự khá cảm động. Khi mà đi bộ qua ngôi mộ này, bạn có thể nghe thấy âm nhạc của ông vẫn được tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau. Theo tôi được biết, ở đây có một người phụ nữ đã từng biểu diễn tại La Scala và hình như bà ấy đang luyện thanh cho ai đó. Theo như tôi được biết thì bà nói được tiếng Anh. Vâng. Tốt quá, tôi muốn thành ca sĩ opera. Bà có thể dạy tôi được không? Bà có thể chỉ cho tôi làm thế nào để hát không? Giọng tôi nghe như tiếng gà kêu vậy. Thật là xấu hổ. Tôi không thấy tố chất trong giọng hát của em. Em cần phải ngừng việc học này lại. Em sẽ không thể nào hát được đâu. Vậy là ước mơ của tôi đã chết đúng không? Không có gì cả. Không giọng hát, không cảm âm, không gì cả. Không giọng hát, tôi không thể nghe được gì cả. Nhưng cảm ơn cô vì đã cố gắng. Cô có giọng hát thật tuyệt vời. Đừng bao giờ học nhạc nhé, tôi nói thật đấy. Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là tôi đang được thưởng thức một nghệ sĩ thực thụ. Trung tâm của miền Bắc nước Italia là nơi tập trung của các thị trấn trung cổ tráng lệ. Tất cả chỉ cách nhau có một chuyến tàu ngắn. Từ Milan, tôi đi tới Parma, Modena, Mantua và Verona. Parma có thể dễ dàng xưng danh là thành phố cholesterol của nước Italia. Đó là nhờ hai trong số các mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng nhất của thành phố này, thịt nguội Parma và vị du của các loại format Parmigiano-Reggiano, hay như tôi và các bạn biết đến với cái tên Parmesan. Format là ngành công nghiệp lớn ở đây và họ coi việc đó rất nghiêm túc. Xin lỗi, tôi có thể xin thêm một ít bánh mì để ăn kèm không? Nơi sinh ra format Parmigiano-Reggiano trông thật tuyệt vời. Parmigiano-Reggiano đã là một phần tất yếu trong chế độ ăn uống của nơi này 700 năm, và format luôn là một mặt hàng đáng giá. Thậm chí trong lịch sử, người dân địa phương đã sử dụng một bánh format làm tiền đặt cọc để mua một ngôi nhà. Quy trình làm format có thực sự thay đổi nhiều không? Rõ ràng là công nghệ đã phát triển. Không, sử dụng công nghệ chỉ làm phiền hà thêm cho chúng tôi thôi. Sữa được đun nóng trong một cái nồi bằng đồng cho đến khi dán sữa và đạm được tách biệt. Khối lượng này được lấy ra bằng miếng vải thưa và buộc vào một bánh xe có hình dạng khuôn để làm thành format. Parmesan làm bằng phương pháp truyền thống, nhưng nó không được duy trì theo cách đó. Trong thế kỷ 21, các bánh format được làm sạch và quay vòng thường xuyên bởi một công nhân không bao giờ phàn nàn. Hãy nhìn những miếng format này. Điều này thật không thể tin được. Có bao nhiêu bánh format đang ở đây? 4.000 bánh. 4.000 à? Và chúng được lưu trữ trong bao lâu? Để có vị ngon nhất thì mất khoảng 2 năm. Vậy là phải mất 2 năm để làm ra loại format ngon nhất. Để làm ra format Parmigiano ngon nhất.
Mùi tuyệt vời. Tại sao anh ta vỗ vào chúng? Tôi có thể xem được không? Tôi biết rằng các bạn là dân chuyên nghiệp. Bánh phô mát lớn ở đây rất nổi tiếng. Tiếng này là còn tốt hay không? Nó còn tốt. Tôi không nghe thấy gì cả. Còn cái này thì hỏng rồi. Tôi đã được bảo là tôi không có tai, cho nên tôi không thực sự nghe thấy gì. Hãy thử ngửi mùi xem. Tôi nghĩ rằng nó có mùi tuyệt vời. Đúng là tuyệt thật. Phô mát này thơm quá. Cô có muốn nếm thử không? Nó đẹp quá. Cô có muốn nếm thử không? Tất nhiên rồi, tôi có thể nếm thử à. Ông có muốn nếm thử miếng đầu tiên không? Ông là người làm ra nó mà. Optimum. Mùi của nó thật sự rất độc đáo. Tôi chưa bao giờ từng nếm thử phô mát như thế này trước đây. Và tôi đã ăn rất nhiều loại phô mai khác nhau. Chỉ cách một giờ xe buýt từ Parma là thành phố Modena thịnh vượng, điểm đến tiếp theo của tôi. Xin chào. Người dân ở Modena không thích đi bộ, họ có vẻ thích xe đạp. Vì vậy tôi nói khi ở Rome. Những con đường quanh co này có thể đẹp như tranh vẽ, nhưng Modena là nơi bắt đầu của sự bùng nổ công nghiệp tại Italia. Người dân ở đây hưởng thụ một số các tiêu chuẩn sống cao nhất ở châu Âu. Với thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên toàn nước Italia, nơi này chắc chắn xứng đáng tên gọi thành phố Long Chồn. Tôi nghĩ đã đến lúc thay cái này bằng cái gì đó sành điệu hơn. Tại thành phố Modenello, có một môn thể thao thống trị tất cả, đua xe. Là thủ phủ của triều đại Ferrari, thị trấn nhỏ này thậm chí còn tự hào có một đường đua thử, công thức 1 và một bộ sưu tập xe cổ điển mà bất kỳ fan hâm mộ đua xe nào cũng thèm muốn. Enzo Ferrari đã từng nói rằng Modena có một nhu cầu không thể thiếu với các loại xe tốc độ, và chiếc xe tuyệt đẹp này đã giúp ông ấy giành chức vô địch thế giới đầu tiên của mình. Bảo tàng ở đây chứa bộ sưu tập Ferrari lớn nhất trên thế giới, bao gồm cả Spider, F4, GTO và Testarossa. Ngay cả những cái này cũng mang đến cảm giác của tốc độ. Nhưng với giá khởi điểm khoảng 150.000 đô la Mỹ, đây có lẽ là cách duy nhất tôi có thể tiếp cận một chiếc. Tại sao không ai dừng lại? Không, không. Monteva! Bạn có một chiếc xe đẹp. Điều này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ phụ nữ chắc hẳn rất yêu thích anh. Thật tuyệt vời. Anh thấy tuyệt vời chứ? Dần. Tôi thấy thật tuyệt vời. Anh có thể chở tôi đến Monteva, được không? Tốt, tốt.
Nằm ven hồ, Monteva có lẽ là thành phố cổ có không khí tốt nhất ở Italia. Chỉ riêng kiến trúc nơi đây đã khiến bạn có một chuyến du lịch đáng giá, đặc biệt là cung điện của một gia đình có lịch sử nổi tiếng nhất tại đây. Trong suốt 3 thế kỷ, Monteva là sân chơi của các công tước Gù, nhà Gonzaga, và nơi nhỏ bé này, Palazzo Ducali, là ngôi nhà khiêm tốn của họ. Gia đình Gonzaga sở hữu một trong những cung điện hoàng gia giàu nhất và sống động nhất trong toàn nước Italia. Và thời xa xưa, nơi đây đã từng là cung điện lớn nhất ở châu Âu, với hơn 1.000 người cư ngụ. Khi họ bị loại bỏ bởi nhà Habsburg vào năm 1630, 80 xe ngựa đã được sử dụng để chở hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật nằm trong 500 phòng của cung điện. Và nơi đây là phòng trưng bày chính. Các chi tiết trong một số các phòng ở đây thật đáng kinh ngạc, nhưng đặc biệt là ở đây, như thế này, hình vẽ này thực sự là rất lâu đời, năm 1671. Mặc dù liên tục bị cướp bóc một cách tàn nhẫn, người ta ước tính rằng Italia vẫn chứa gần một nửa trong số các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của thế giới. Trong khi chồng của bà đang chiến thắng các cuộc chiến tranh, nữ công tước Isabella đã giữ một đội quân người lùn ở đây để giải trí, và tin đồn kể lại rằng đây là nơi ở của họ. Từ Monteva, tôi đi một chuyến tàu nửa giờ đến Verona, thành phố của tình yêu. Không khó để hiểu tại sao Shakespeare đặt câu chuyện về chuyện tình bi thảm của tuổi trẻ tại đây. Nép vào bờ sông Adige, thành phố quyến rũ này là nơi định nghĩa sự lãng mạn. Romeo! Romeo, chàng đâu rồi? À, chàng đây rồi. Chàng có biết chàng muộn thế nào không? Tôi đã đứng đây để... Tất nhiên là nổi tiếng từ câu chuyện bi thương của Romeo và Juliet. Trong khi Capulet và Montague đã thực sự sống trong Verona, câu chuyện về đôi tình nhân ngang trái này chỉ là một tác phẩm hư cấu lãng mạn. Bạn có muốn đi uống cà phê hay gì đó không? Xin lỗi, tôi đang làm việc, không thể tưởng tượng được một số người. Và tôi cam kết bản thân mình với anh. Tại sao tôi lại phải làm vậy? Tôi thậm chí không... Mỗi năm, hàng trăm ngàn du khách đã chụp ảnh ở đây, trên ban công Casa de Giulietta. Nhưng mặc dù đây là một tòa nhà từ thế kỷ 13, đây không phải là nhà của Juliet, mà là một nhà có danh tiếng không tốt. Ban công đã được xây dựng vào những năm 1920 để làm du khách hài lòng, và đúng là nó đã đạt được mục đích. Tôi không làm gì sai cả. Bạn có thể sẽ gặp may mắn nếu bạn chạm vào ngực của Juliet. Bạn hiểu tôi đang nói gì không? Tôi không cần hỗ trợ hoặc bất cứ điều gì đâu nhé. Dân du lịch không chỉ đến thăm nhà của Juliet, họ còn viết thư cho cô ấy nữa. Hàng sắp thư đã được gửi đến, một vài trong số đó chỉ đề tên người nhận một cách đơn giản là Juliet Verona, và nội dung của những lá thư đều tìm kiếm những lời tư vấn cho tình yêu. Xin chào, rất vui được gặp các bạn. Các bạn thực sự trả lời hết tất cả những lá thư này à? Đúng vậy. Vậy làm sao các bạn biết phải tư vấn như thế nào? Nếu câu hỏi đưa ra là một câu hỏi phức tạp, chúng tôi họp lại và bàn bạc với nhau về câu trả lời trước khi quyết định. Bạn cho tôi xem một ví dụ được không? Lá thư này viết: Juliet, trong những năm qua tôi đã tán tỉnh và yêu thương nhiều người phụ nữ. Hãy chia sẻ cho tôi một bí mật đi. Hãy cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể tạo ra chỉ là một khoảnh khắc được ghi nhớ mãi mãi. Cô có một kỷ niệm quý giá nào về sự lãng mạn, chân thành mà tôi có thể lặp lại với Alison của tôi không? Và các bạn khuyên anh ta thế nào? Chúng tôi chỉ trả lời ngắn thôi. Chúng tôi chia sẻ với anh ta rằng tình yêu đích thực và tình cảm sâu sắc không thể chỉ được bày tỏ trong một khoảnh khắc, và anh ta nên bày tỏ tình cảm của mình một cách tự nhiên và không sợ hãi. Vậy xét cho cùng, lời tư vấn tốt nhất là hãy làm theo trái tim của mình mách bảo. Đó là một trong số những lời khuyên đơn giản nhất mà chúng tôi đưa ra.
Vậy tôi cũng có tiềm năng để trở thành Juliet phải không? Tôi có thể thử được không? Ở đây có nhiều thư để lựa chọn quá. Tôi thích cái này, trông nó rất lạ mắt. Tôi thích cái này đó. Nhưng thư này được viết bằng tiếng Đức. Tôi thích cái màu hồng đậm này. Hãy xem nào. Juliet thân yêu, bạn có thể giúp tôi được không? Tôi đang yêu một cô gái tên là Justin. Nhưng con đường này thật là khó khăn. Cả hai chúng tôi cùng đi du lịch rất nhiều và dường như không bao giờ ở cùng một địa điểm vào cùng một lúc. Tôi rất mong muốn được bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Tôi nên làm gì? Người đang cần sự giúp đỡ, Ian Wright. Bạn thấy cái này thế nào? Một kiểu tình yêu ngang trái sao? Đây không phải là một câu trả lời dễ dàng, nhưng tôi sẽ nói nếu đó là tình yêu thực sự, họ sẽ tìm thấy nhau. Còn rất nhiều cá lớn trên biển cả, và anh chàng Ian này, chữ viết của anh như chữ con gái vậy. Có lẽ tôi sẽ viết thư trả lời cho anh ta. Ian, hãy từ bỏ đi. Tôi biết câu trả lời này không lãng mạn, nhưng phải bạn biết đây là một thế giới rất khó khăn, và đôi lúc bạn phải thật tàn ác để đem đến điều tốt lành cho người khác. Từ Verona, tôi đi tàu lên núi Tyrolean trong vùng Bolanzo, nơi tôi bắt xe buýt đến các khu nghỉ mát trượt tuyết sang trọng của vùng Cortina d'Ampezzo. Khu vực được biết đến với tên Sutirol này của Italia đã là một phần của nước Áo cho đến Thế chiến thứ hai. Và hầu hết người dân địa phương vẫn sử dụng tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ. Anh có nói tiếng Anh không? Một chút. Thật tuyệt. Ngoài ra, trong khu vực này, tất cả các bảng hiệu đều viết tiếng Đức. Anh có nói tiếng Đức không? Có, và cả tiếng Italia nữa. Rất ấn tượng. Tôi là người Mỹ chính gốc. Chúng ta phải nói chuyện bằng tiếng Anh thôi. Tôi đang đi đến Cortina một mình. Cô có trượt tuyết không? Tôi phải nói với anh điều này. Tôi trượt tuyết không giỏi. Nhưng tôi đang đi đến đó để trượt tuyết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên được khen ngợi. Làm thế nào để tôi nói bị gãy chân trong tiếng Đức? Vậy tôi hy vọng là tôi không bị Fußbein. Trượt tuyết có thể nguy hiểm, nhưng nó không là gì so với việc đi nhờ xe ở Italia. Lái xe khi say rượu không bị cấm cho đến tận năm 1990, và Italia là quốc gia duy nhất ở châu Âu nơi số người chết tăng lên chứ không giảm đi. Giống như phần còn lại của miền Bắc Italia, giá cả tại Cortina rất cao, và nếu không có một chiếc áo lông thú, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy lạc lõng. Nhưng lý do chính để những người giàu có và phù phiếm đến đây là vì đường trượt tuyết kéo dài 73 dặm. Nhưng nếu bạn thích tránh xa đám đông, hãy tìm cho mình một hướng dẫn viên và đi về phía đông. Khi trượt tuyết trên dãy Alpinismo, cần phải có một loại thiết bị trượt tuyết xuyên quốc gia đặc biệt cho phép những người yêu thích mạo hiểm đi bộ qua các lớp tuyết tinh khiết và thậm chí để trượt ngược dốc. Cô đã kết hôn chưa, Megan? Chưa, tôi chưa kết hôn. Còn anh thì sao, Paolo? Có một chỗ rất đẹp ở đằng kia. Đẹp thật đấy, nhà thờ tình yêu của anh à. Đúng vậy. Tôi sẽ thử. Ôi, Chúa ơi. Đúng như thế. Tôi thích phần này. Tôi thích nó lắm. Cô có muốn đi chậm lại không? Đẹp tuyệt vời. Có thể chúng ta nên đi chậm lại một tí. Không có tí nghiêm túc nào cả. Không còn tí nào.
Có phải chúng ta đang leo lên một cái thác nước đã bị đóng băng không? Đúng rồi. Tôi nghĩ là chỗ này cao quá. Đúng thế, nhưng cô đừng lo. Bạn của tôi đang đợi chúng ta ở trên đó. Cô có nhìn thấy anh ta không? Có sao? Chào Massimo. Anh kêu cứu bằng tiếng Italia như thế nào? Aiuto. Tôi nghĩ cách để vượt qua chỗ này là không nhìn xuống dưới. Tất nhiên rồi. Cô làm sao vậy? Chỗ này trơn hơn một chút. Aiuto. Chỗ này không có một cái lỗ nào. Nếu tôi không lên đến nơi, tôi bắt đầu hơi run rồi đấy. Cô trèo băng tốt lắm. Tôi biết. Dễ mà. Ôi Chúa ơi, đây là điều đáng sợ nhất tôi từng làm trong cuộc đời này. Chân của tôi chưa bao giờ run đến thế. Bạn thấy đấy, quan trọng là tôi chưa nhìn xuống lần nào. Vì nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ rơi xuống mất. Xin chào. Vừa rồi thật thú vị. Và cả người tôi thì rung lên đây này. Rất đáng sợ. Nhưng cảm ơn anh nhiều lắm. Cô thích chứ? Rất rất nhiều. Nhưng chúng ta chưa kết thúc đâu Megan. Chưa kết thúc à? Chưa đâu, chúng ta phải đi tiếp. Nữa sao? Tôi đang làm cái gì thế này? Ôi lạy Chúa, Paolo, thật là đáng kinh ngạc. Các tòa Cinque Torri thật tuyệt vời. Cinque Torri, đó là cái gì vậy? Năm tòa thành. Nào Megan, chúng ta phải đi tiếp thôi. Chúng ta phải đi đến Cinque Torri. Do đặc điểm địa chất độc đáo, dãy Dolomites bao gồm một số các ngọn núi ấn tượng nhất trên thế giới. Các dãy núi ở đây chụm vào như một dãy san hô khổng lồ được đẩy lên từ lòng đại dương nguyên thủy 60 triệu năm về trước. Điều này giải thích những đỉnh núi bị bào mòn và nhọn quắc. Paolo, thật là ngoạn mục. Tôi thích quá. Những sắc màu này, những cục băng này. Thật tuyệt vời. Quá đẹp và yên tĩnh nữa. Tôi thích khung cảnh này. Đây là trung tâm của Cinque Torri đúng không? Dần. Một lần nữa, thật là tuyệt. Nhưng Megan này, tôi sẽ chỉ cho cô thêm một số thứ nữa. Anh lại cho tôi thêm gì nữa đây? Phải nói thật là tôi không biết tôi có chịu đựng được nữa không. Tôi không nhìn xuống đâu. Đừng lo quá. Đừng lo quá à. Họ sơn phết chúng đấy. Kế hoạch tiếp theo là gì? Cô trèo xuống đi. Tôi sẽ bay xuống. Giống như vậy à? Đúng. Giống đám trẻ con đó. Tôi nghĩ đây là một cách rất hay để đi xuống. Vui đấy. Đây là cái gì vậy? Một cái cửa. Dãy Dolomites thường bị giành giật trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở cũng tạo ra những yếu tố vô cùng khó khăn để có thể sống sót. Trong nhiều năm liền, các binh sĩ người Áo buộc phải biến nơi không dung chứa sự sống này thành nhà của họ, và vẫn còn các lô cốt được tìm thấy ở độ cao hơn 3 km vào tận trong núi.
Tôi nghĩ là chúng ta sẽ đến nơi nào không lạnh nữa. Nhưng hãy nhìn này, toàn là tuyết phủ. Cô sẽ quen với nó thôi. Vậy đây là chỗ trốn của những người lính áo à? Đúng vậy, họ đã chờ ở đây 3 năm. 3 năm? Để đợi người Italia đến và tấn công. Và 3 mùa đông nữa. 3 mùa đông? Mùa đông năm 1916 là mùa đông tồi tệ nhất thế kỷ. Tồi tệ nhất thế kỷ? Và họ đã kẹt ở đây. Đúng, mùa đông tuyết dày đến 10-15 mét. Hầu hết mọi người chết vì tuyết lở. Vì lở tuyết à? Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng khi phải sống như thế này. Chúng ta không ngủ lại đây đúng không? Tôi không có tố chất của người lính đâu. Sau khi một ngày ở giữa những dãy núi lởm chởm khổng lồ, tôi cảm thấy vô cùng bé nhỏ. Kỳ lạ thay, một nơi trú ẩn là một chỗ tuyệt vời, và từ đó có thể nhìn ra quang cảnh xung quanh dưới một tâm thế mới. Tôi thật sự rất yêu Italia. Trên một phông nền nhuộm nâu xám, đỉnh núi ửng hồng, đây là một khung cảnh mà dãy Dolomites sẽ khiến bạn chẳng thể nào quên. Từ Cortina, tôi bắt đầu cuộc hành trình bằng tàu hỏa kéo dài 3 giờ để đi đến địa điểm cuối cùng, Venice, và để tham gia lễ hội mang đầy lịch sử kỳ lạ của nó. Cuối cùng tôi đã đến Venice, thật tuyệt đẹp. Venice là thành phố độc đáo nhất trên thế giới, là nơi duy nhất mà người dân di chuyển bằng đường sông. Mặc dù đây đã từng là một nước Cộng hòa giàu có, kiểm soát 3/4 đế chế La Mã, vị thế của thành phố giờ đây không được như trước. Để chạy trốn tên phản bội Attila the Hun, người dân đã ẩn náu trong các hòn đảo lầy lội. Từ đó một thị trấn đã được lập ra, và nơi đây là thị trấn cổ xưa đó. Tôi không nghĩ rằng tôi từng yêu một thành nào từ cái nhìn đầu tiên như nơi đây. Không thể tin được. Xin chào những người đang yêu. Xin chào những người đang sống trong tình yêu. Xin chào. Thảm kịch của Venice là nó đang chìm xuống biển. Khách du lịch có thể làm cho thành phố phát triển kinh tế một cách thịnh vượng, nhưng với chi phí sinh hoạt cao, sự thiếu việc làm và sự ô nhiễm của vùng đầm phá dẫn đến việc dân số ở đây đang dần giảm đi. Nếu Verona là thành phố của tình yêu, sau đó Venice chắc chắn là thành phố của sự ham muốn. Theo truyện kể, Casanova huyền thoại đã dành khoảng thời gian lớn ở nơi được coi là nhà thổ của châu Âu. Với danh tiếng như vậy, một cô gái như tôi phải cẩn thận mới được. Căn phòng thật đáng yêu. Đây là chìa khóa phòng. Chúng tôi đóng cửa vào lúc 11 giờ. Dân, bữa sáng được phục vụ vào 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng. Cảm ơn, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Đi ngủ lúc 11 giờ và ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng trong thời điểm lễ hội Carnival ở Venice. Không thể nào. Bạn sẽ phải trả $50 cho một phòng đôi tại tu viện Cosa Corano Piazza, và nơi này đón chào cả khách nam và khách nữ. Nếu bạn tham gia lễ hội Carnival, bạn phải có một chiếc mặt nạ. Quảng trường chính bán rất nhiều mặt nạ sản xuất hàng loạt, nhưng tôi lại muốn tìm những chiếc mặt nạ đặc biệt với số lượng có hạn. Cô phải ngồi yên và thư giãn hoàn toàn. Nghĩ về cái gì đó vui vẻ đi. Tôi làm mặt thế này được không? Tốt hơn là không. Cô sẵn sàng chưa? Rồi, và tổng cộng chỉ mất 45 phút thôi phải không? Khoảng tầm đó. Khoảng đó, tôi chưa bao giờ ngồi yên đến những 45 phút từ bé đến giờ. Cô có thể bắt đầu học từ đây. Tôi đoán thế. Ôi Chúa ơi, cảm giác lạ quá. Tôi sẽ đợi để miệng cô ngậm lại cho đến phút cuối cùng. Mm.
Venice trước đây là một xã hội bí mật, nơi mọi người đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ trong suốt 6 tháng. Điều này đã tạo điều kiện cho giới quý tộc Venice được phạm tội bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, giáp giới bất cứ ai mà họ lựa chọn. Bây giờ tôi sẽ thử dịch chuyển mặt nạ. Sắp xong rồi. Như thể là gỡ bỏ băng dính trên toàn khuôn mặt vậy. Được rồi. Tôi có thể mở mắt chứ? Được đấy. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Ôi Chúa ơi, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì. Được Napoleon mô tả là căn phòng thanh lịch nhất ở châu Âu. Quảng trường St. Mark's hiện nay chào đón hơn 20 triệu du khách mỗi năm, và hầu hết không ai trong số đó đi khỏi bốn bức tường của nó. Trung tâm của quảng trường là một nhà thờ lừng danh với một lịch sử phải nói là rất kỳ lạ. Đây là tòa nhà lớn nhất ở Venice, đó là Vương cung Thánh đường, và được xây dựng để chứa thi thể của Thánh Mark do Venice đánh cắp từ Alexandria năm 828 trước Công nguyên. Cái khảm phía sau tôi mô tả chi tiết chiến lược của họ. Họ bao phủ cơ thể với một lớp gỗ xốp để ngăn chặn những người Hồi giáo không can thiệp. Theo tôi thì thay vì gỗ xốp, bạn sẽ bị bao phủ bởi phân chim bồ câu thì đúng hơn. Nếu không dùng các con kênh thì cách duy nhất để ngắm nhìn Venice là đi bộ, và tôi bị lạc mất rồi. Venice có thể rất mơ mộng, nhưng để tìm đường ở thành phố này lại là một điều khác, và tôi thì hầu như không thể nhớ được các bảng chỉ đường. Tôi đang ở đâu rồi? Đi vào ngõ hẹp này, đi qua cầu dọc theo con hẻm khác, rồi lại qua một cây cầu nhỏ hơn, và thông qua các hẻm dài trên một cây cầu nữa. Xin chào anh Mario. Chào cô Megan. Anh đã chuẩn bị mặt nạ cho tôi rồi chứ? Tôi lấy cho cô ngay đây. Anh nhìn tinh quái quá. Mặt nạ của tôi đây rồi. Anh trông giống như tôi, nhưng có thêm sừng. Cô thử đi. Không thể tin được. Tôi thấy có một chút đáng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đây có phải là cách anh nghĩ về tôi không? Một chút tinh quái. Đúng vậy, ai cũng có một con quỷ bên trong mình. Lễ hội Carnival ở Venice bắt đầu từ năm 1094 để ăn mừng mùa đông đã kết thúc. Ngày này được đặt tên là sự điêu tàn, và những trò tiêu khiển được yêu thích bao gồm việc dùng chó làm đạn đại bác và đánh vào đầu của các chú mèo béo cho đến chết. Hay thật đấy. Thật không khó để hiểu tại sao Napoleon đại đế ra lệnh chấm dứt tất cả sự độc ác này ngay khi chiếm đoạt vùng đất vào thế kỷ 18. Lễ hội Carnival truyền thống này được khôi phục lại vào những năm 1970 để thu hút khách du lịch. Bạn thấy đó, tháng 2 là tháng duy nhất trong năm mà các phòng khách sạn ở đây không bị đặt kín. Tôi nghĩ rằng khách du lịch không còn là vấn đề họ cần giải quyết nữa. Tôi đã nếm thử các loại format có mùi mạnh nhất, và tôi đã lái những chiếc xe tốc độ nhất. Và tôi đã thấy rằng ở miền Bắc Italia, tất cả mọi thứ đều trở thành một môn khoa học. Họ đã hoàn thiện nghệ thuật sống một cách tốt nhất, và tôi đã học được niềm vui có thể đến từ nhiều cách khác nhau.